Viện sử Toán thư xin được kính chào quý vị. Thưa quý vị, lịch sử nền giáo dục nước ta chứng kiến nhiều câu chuyện về các bậc tôn sư với tài năng đức độ và khí phách hơn người ngay từ khi còn nhỏ. Có một cậu học trò ở tuổi 12 đã tự tay làm bức hoành phi treo nơi phòng học của mình với hai chữ Lạc Thiên. Lạc là vui, vui thú, thích thú, yên vui. Thiên là trời, là vũ trụ cũng như đạo lý. Theo từ điển Hán Việt giải nghĩa, Lạc Thiên là yên vui với đạo trời. Cậu học trò ấy là Nguyễn Siêu hay Nguyễn Văn Siêu. Từ thuở ấu thơ đến lúc nhắm mắt xuôi tay, 74 tuổi đời sống trọn vẹn đạo lý Lạc Thiên ấy đã để lại cho hậu thế cả một sự nghiệp đồ sộ về giáo dục con người và nghiên cứu học thuật, nhưng trước hết là nhân cách sáng chói về tài năng và đức độ. Đương thời đều tôn trọng ông, tới tuổi già rút lui, ông thích bảo ban kẻ hậu học mà giảng dạy ngay thẳng chỗ giống chỗ khác, lấy nghĩa lý làm chủ. Đó là những nét lớn về hành trạng, phẩm giá cũng như tài năng của thần Siêu, Nguyễn Văn Siêu, một nhà nho tiêu biểu của thế kỷ thứ 19. Ẩn số về năm sinh và năm mất. Nguyễn Văn Siêu, ban đầu tên là Định, sau đổi là Siêu, còn gọi là Án Sát Siêu, tự Tốn Ban, hiệu Phương Đình, là nhà thơ, nhà nghiên cứu văn hóa Việt Nam ở thế kỷ 19. Ông thường được gọi là Nguyễn Siêu, trùng tên với một sứ tướng thời loạn 12 sứ quân. Năm sinh của Nguyễn Văn Siêu được ghi chép chưa thống nhất. Lược truyện của các tác gia Việt Nam, thơ đi sứ ghi năm 1795, năm Ất Mão, năm Cảnh Thịnh thứ 3 triều Tây Sơn. Quốc triều khoa bảng lục, các nhà khoa bảng Việt Nam, tên tự, tên hiệu các tác gia Hán Nôm Việt Nam, ghi năm 1796, Bính Thìn, năm Cảnh Thịnh thứ 4 triều Tây Sơn. Phương Đình chí đạo tiên sinh thần đạo bi, cụ Phương Đình Nguyễn Văn Siêu. Nét bút thần của Nguyễn Văn Siêu thi ca và lịch sử, ghi năm 1799, tức năm Kỷ Tỵ, năm Cảnh Thịnh thứ 7 triều Tây Sơn. Năm sinh của Nguyễn Văn Siêu được ghi chép sớm nhất trong các tư liệu chữ Hán, nhưng Quốc triều khoa bảng lục ghi năm 1796, còn Phương Đình chí đạo tiên sinh thần đạo bi ghi năm 1799. Năm sinh và năm mất của Phương Đình được xác định theo trong bia thần đạo vi. Thời gian xuất hiện của tư liệu, cả hai tư liệu này đều chính thức ra đời năm Giáp Ngọ đời Thành Thái năm 1894, song được công bố sớm hơn. Thời gian khắc của bia là Thành Thái Giáp Ngọ Chính Nguyệt, tháng riêng năm Giáp Ngọ đời Thành Thái. Thời gian khắc in của Thành Thái Giáp Ngọ Hạ, mùa Hạ năm Giáp Ngọ đời Thành Thái. Nội dung viết về Nguyễn Văn Siêu trong từng tư liệu, Quốc triều khoa bảng lục khắc in ngắn gọn về từng nhân vật Đỗ Đại Khoa triều Nguyễn đến năm 1898. Trong đó ghi Nguyễn Văn Siêu Hà Nội, Thọ Xương, Dũng Thọ, Bính Thìn, Tứ Thập Tam, Ất Dậu cử nhân, Hưng Yên án sát, Giáng Thị Độc công tịch, Cư Hàn Các, Dĩ Văn Học danh cập môn đa sở thành lập, Hữu Phương Đình thi văn tành hợp thế, Nguyễn Văn Siêu người Dũng Thọ, Thọ Xương Hà Nội, sinh năm Bính Thìn, năm 1796, 43 tuổi, năm Ất Dậu, năm 1825 đậu cử nhân, làm án sát Hưng Yên, Giáng Thị Độc công tịch, tại Viện Hàn Lâm, nổi danh văn chương và nhiều lĩnh vực khác. Có Phương Đình thi văn tập, Phương Đình chí tạo tiên sinh thần đạo bi đặt tại lăng mộ cho biết chi tiết hơn về cá tính, gia tộc, hành trạng và thời gian sinh của Nguyễn Văn Siêu. Như vậy, những lý do trên có thể tạm đủ để kết luận thời gian sinh và mất của Nguyễn Văn Siêu trong Phương Đình chí đạo tiên sinh thần đạo bi là chính xác. Nguyễn Văn Siêu sinh năm 1796, mất năm 1872. Sự nghiệp khoa cử, làm quan của Nguyễn Văn Siêu. Nguyễn Văn Siêu sinh tại thôn Trung, xã Kim Lũ, Tổng Khương Đình, huyện Thanh Trì. Nhưng ngay từ nhỏ, ông theo gia đình định cư tại Dũng Thọ, Thọ Xương, Hà Nội. Năm 13-14 tuổi, cậu bé Siêu đã biết treo ở phòng học câu đối, đạo tại cổ kim vô khúc kính, thiên đa bồng tất giản cao nhân. Đạo từ xưa đến nay không phải là đường tắt, trời thường sinh bậc anh tài trong chốn nhà tranh liều cò. Hoành phi và cô đối bộc lộ ý chí muốn thành người tài đức đã nảy nở trong con người đất Kinh Kỳ ngay từ thời thơ ấu. Khi thành niên, con người giàu khát vọng ấy đã theo học tiến sĩ Phạm Quý Thích ở làng Hoa Đường,
huyện Đường An, trấn Hải Dương. Nguyễn Văn Siêu nổi tiếng học giỏi, tung hoành văn từ cổ, không chịu gò bó theo kiểu học thời tục, tiếng tăm bắt đầu vang dậy khắp nơi, vượt qua nhiều bậc danh nho đương thời, trích bia thần đạo tại lăng Phương Đình Thụy Trí Đạo. Trần Lê Sáng Dịch, năm 1825, Nguyễn Văn Siêu đỗ cử nhân, quốc triều Hương Khoa Lục ghi khóa Ất Dậu, Minh Mạng thứ 6 năm 1825, gồm 6 trường thi, lấy 117 người, trong đó trường Thăng Long lấy 28 người, Nguyễn Văn Siêu đậu Á Nguyên. Bia thần đạo tại Lăng Phương Đình còn cho biết, năm Ất Dậu năm 1825, Nguyễn Văn Siêu nhiều lần được giấy chiêu hiền, nhưng chưa dự tuyển vì muốn ở nhà phụng dưỡng cha mẹ và chăm sóc các em. Năm 1838, khoa Mậu Tuất năm Minh Mệnh thứ 19, Nguyễn Văn Siêu đậu phó bảng. Học vị phó bảng chỉ có ở đời Nguyễn từ khoa Thi hội năm Kỷ Sửu năm 1829, không được trọng vọng so với học vị tiến sĩ. Thông lệ, người đỗ phó bảng không được thi lại trong các kỳ thi hội. Từ năm được công nhận cho đến khoa thi chữ Hán cuối cùng, người đỗ phó bảng chỉ một lần được thi tiến sĩ, mà khi nhà Nguyễn mở chế khoa năm 1851. Sau khi đỗ phó bảng, Nguyễn Văn Siêu được nhận chức Hàn Lâm Viện Kiểm Thảo, hàm tòng thất phẩm ở Viện Hàn Lâm, cơ quan có nhiệm vụ khởi tảo công văn triều đình, ban hành gồm chế, chiếu, biểu. Triều Nguyễn có nhiều ân điển ban cho người đỗ đạt như tiến sĩ cập đệ, được nhận ngay chức, còn tiến sĩ xuất thân, đồng tiến sĩ xuất thân, phó bảng thì vào Viện Hàn Lâm ăn lương đọc sách 3 năm mới sát hạch thăng bổ. Năm 1841, Nguyễn Văn Siêu được thăng viên ngoại lang bộ lễ, hàm chính ngũ phẩm. Sau 3 năm làm việc tại Hàn Lâm Viện, Phương Đình được thăng 4 bậc từ tòng thất phẩm lên chính ngũ phẩm. Nhưng cũng vào năm này, khi làm phó chủ khảo trường Thừa Thiên, ông bị hệ lụy vì liên quan tới Cao Bá Quát và việc xảy ra tại trường thi. Hai viên sơ khảo Cao Bá Quát, Phan Nhạ ngầm lấy muội đèn chữa văn cho bài thi gồm 24 quyển, đỗ được 5 người. Vì chỗ thân tình, Nguyễn Văn Siêu giữ Cao Bá Quát nghỉ lại qua đêm nên phạm phép trường thi. Ngoài ra, quyển văn thứ 2 của Trương Đăng Trinh đã bị nội trường đánh hỏng, nhưng Nguyễn Văn Siêu nói với quan ngoài trường liệt vào hàng lấy đỗ. Khi niêm yết danh sách người đỗ, dư luận sĩ phu ầm ĩ, giám sát trường vụ thấy phép tắc không nghiêm, yêu cầu bộ lễ và viên đô sát điều tra. Án quyết Cao Bá Quát và Phan Nhạ bị xử tử, Nguyễn Văn Siêu bị phạt trượng đồ. Sau khi nghị tội, Nguyễn Văn Siêu bị cách chức nhưng vẫn được làm ở bộ lễ. Cuối năm này, ông còn bị khiển trách do liên quan đến Ngọc Điệp nhằm năm Minh Mệnh thứ 21 tháng 12 ngày 28 từ giờ Ất Hợi sang giờ Giáp Tuất. Sự nhầm lẫn này khởi nguồn từ bài văn bia ở Hiếu Lăng do Nguyễn Văn Siêu soạn thảo. Thời gian sau, ông nhận chức nội các thừa chỉ, hàm tòng ngũ phẩm. Nội các là nơi cơ yếu tham mưu cho triều đình, theo vua Tuần Du, giữ ấn, truyền lưu chỉ dụ cho nha môn, ghi chép chương sớ. Nội các chia làm 4 tào, thuộc viên khoảng 30 người. Thừa chỉ là chức quan phụ trách tào biểu bộ, chuyên trách lưu giữ châu bản, sổ sách, giấy tờ. Hàng ngày, tào biểu bộ nhận tài liệu từ các tào khác gửi đến, kiểm tra, lập hồ sơ, tóm tắt nội dung, đóng quyển và bảo quản. Năm 1848, Phương Đình được thăng thị giảng học sĩ, hàm tòng tứ phẩm, phụ trách việc giảng sách cho hoàng tử. Năm 1849, Nguyễn Văn Siêu được cử làm ất sứ sang nhà Thanh. Trên hành trình, ông sáng tác Phương Đình Vạn Lý Tập. Đi sứ về, Nguyễn Văn Siêu làm việc tại Tập Hiền Viện, Khai Kinh Diên, hai cơ quan tập hợp nhân tài để bàn luận chính trị, sách vở, thơ phú. Khi làm việc ở đây, ông giữ chức khởi cư trú, phục vụ các buổi giảng tập ở Kinh Diên. Kinh Diên khởi cư trú chỉ là chức vụ tạm thời, không có trong quan chế. Sau đó, Nguyễn Văn Siêu được bổ chức án sát Hà Tĩnh, một thời gian ngắn chuyển về Hưng Yên. Các quan đứng đầu mỗi tỉnh khi đó gồm Tổng đốc, Tuần phủ, Bố chính sứ, Án sát sứ, Lĩnh binh, Án sát sứ, Hàm chính tứ phẩm, chuyên quản hình luật, tư pháp, thanh tra. Chính tứ phẩm là phẩm hàm cao nhất mà Nguyễn Văn Siêu đạt được trên hoạn lộ, nhưng thời gian ông nhậm chức án sát không được lâu dài. Thời điểm lúc đó, trong nước nổi lên nạn cướp giật, chém giết, quần tụ bè phái mà triều đình nhà Nguyễn gọi là bạo loạn. Năm 1854, ở Hưng Yên,
tình hình nghiêm trọng, đặc biệt vụ Bì Văn Tăng. Nguyễn Văn Siêu cùng phó lãnh binh Võ Tước tạm dẹp yên. Tuân Phú Nghiên muốn đem công trạng báo với vua Tự Đức để xin ban thưởng, nhưng rốt cục lại bị khiển trách. Vậy là con đường làm quan của Phương Đình lại lận đận, mà nguyên do bởi thời thế đúng sai khó lường. Sau lần bị giáng chức năm 1841, ông đành thoái lui về con đường phù hợp hơn với mình. Không thể làm chính trị thì trở thành người dạy học, bất năng vi chính tức vi sư. Nguyễn Văn Siêu sống tại Hà Nội đến cuối đời và có nhiều đóng góp to lớn xứng đáng là một danh nhân văn hóa đất Thăng Long. Nguyễn Siêu, danh nhân văn hóa Thăng Long. Từ khi chí sĩ đến lúc mất, Nguyễn Văn Siêu sống tại Hà Nội và tham gia một số công việc sau. Thứ nhất, vốn hiểu biết sâu rộng và tài năng văn chương, Phương Đình vẫn giúp triều đình soạn thảo giấy tờ. Trong Phương Đình Chí Đạo Tiên Sinh Thần Đạo Bi, người viết cho biết, sau này khi quy lý, Nguyễn Văn Siêu vẫn được bề trên quý trọng bởi văn tài. Vì vậy, mỗi khi có đại lễ, triều đình cần soạn thảo những giấy tờ quan trọng thì đều nhờ Phương Đình và ông đã nhiều lần ra giúp. Triều đình mỗi hữu đại lễ, cao văn điển sách đa xuất. Thứ hai, khi đất nước rơi vào nanh vuốt kẻ thù, con người vốn mang khát vọng xây dựng quê hương bình yên đã không quản tuổi cao tham gia chống thực dân Pháp. Ông lại được triều đình khen thưởng và ban hàm Hàn Lâm Viện Thị Độc. Đại Nam Thực Lục có chép, năm Tự Đức thứ 15, năm 1862, vua Sai Lê Lượng Bạt, Phạm Văn Nghị, Vũ Phạm Khải, Nguyễn Văn Siêu đều được dùng làm nguyên hàm xung làm chức thượng biện ở tỉnh nhà để coi quản Hương Dũng. Khi ấy, tỉnh thần đều cho là những người địa phương ấy có thể dùng vào việc bàn bạc, làm việc được nên mới có lệnh này. Phương Đình Chí Đạo Tiên Sinh Thần Đạo Bi ghi rõ việc quận bên có giặc, tiên sinh mang lương thực của nhà dẫn một đoàn người ở làng góp sức canh giữ. Quan sở tại tâu công trạng của tiên sinh được nhận hàm Hàn Lâm Viện Thị Độc. Lân quận hữu khấu cảnh, tiên sinh dĩ ra thực xuất hương nhân đoàn thủ, thần thượng kỳ trạng thụ Hàn Lâm Viện Thị Độc. Thứ ba, với tinh thần chấn hưng văn hóa, Nguyễn Văn Siêu đã khởi xướng công cuộc khôi phục diện mạo cố đô. Sau khi chí sĩ, ông thay Vũ Tông Phan lãnh đạo hội hướng thiện, tôn tạo cảnh quan di tích lịch sử, cải tạo môi trường thiên nhiên, in ấn sách vở. Những hoạt động này gắn liền với sự kiện Kinh đô Thăng Long trở thành cố đô và lòng hoài cổ của tầng lớp trí thức Thăng Long. Đặc biệt, cụm di tích Đài Nghiên, Tháp Bút, Cầu Thê Húc, Đền Ngọc Sơn, Đình Trấn Ba kết tinh tâm huyết và trí tuệ một nhà văn hóa lớn của dân tộc. Năm 1865, khi Tôn Tạo trùng tu Đền Ngọc Sơn, dành nho đất Hà Thành Nguyễn Văn Siêu đã cho xây dựng nhiều hạng mục mới, trong đó có Tháp Bút Đài Nghiên. Đến nay, trải qua hơn trăm năm, Tháp Bút Đài Nghiên vẫn trở thành một hình ảnh rất đỗi quen thuộc với người Việt Nam, là một trong những biểu trưng của đạo học, ca ngợi truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam. Tháp Bút có hình một ngòi bút dựng ngược, gồm 5 tầng, cao 28m, nằm trên một ngọn đồi nhân tạo bằng đá, núi Độc Tôn. Thân tháp khắc ba chữ Hán Tả Thanh Thiên, nghĩa là viết lên trời xanh. Cạnh tháp bút, trên mái lớp cổng thứ 3 của đền Ngọc Sơn có đặt một đài nghiên, đó là một cái nghiên mực bằng đá có hình nửa trái đào bổ ngang theo chiều dọc. Đài nghiên cao 0,3m, dài 0,97m và được đội lên bởi ba chú cóc ở phía dưới. Thành nghiên cũng có khắc một bài minh nói về công dụng của cái nghiên xét về mặt triết học do chính Nguyễn Văn Siêu soạn. Thứ tư, chí sĩ khi hơn 50 tuổi, mang theo tâm thế bất lực trước thời cuộc, Nguyễn Văn Siêu đã theo con đường nhiều danh nho từng lựa chọn, tiến vi quan, thoái vi sư. Ngôi nhà hình vuông tại Dũng Thọ lại trở thành trường đào tạo nhân tài, trường Phương Đình đông học trò thụ nghiệp, nhiều người thành danh như tiến sĩ Vũ Nhự. Phương Đình là tên hiệu, là bút danh của Nguyễn Siêu, cũng là tên một ngôi trường do ông lập ra để dạy học. Ngôi trường ấy định vị ngày nay ở khoảng số nhà 12-14, ngõ Trại Găng, phố Bạch Mai. Tiếc rằng nay chẳng còn dấu tích gì còn lại. Họ kể lại, tiên sinh dạy lớp hậu học, sắc mặt hiền hậu, lời nói dịu dàng, những người học thấy mình như được tiếp cửa rồng. Về việc học, tiên sinh đi sâu vào nghĩa lý kinh sách, xem chú giải của tiên nho, gặp chỗ khó hiểu, đáng ngờ thì tìm rộng ra để hiểu nghĩa lý bên trong. Nhờ vậy, mà học trò của tiên sinh nhiều người có thành tựu. Sự giảng dạy của ông
luôn bao hàm cái nhìn toàn diện với những nhận định sắc sảo, ngay cả khi kinh điển như đại học. Trong quá trình dạy học, Phương Đình biên soạn nhiều sách thuyết kinh giảng nghĩa như Tứ Thư Trích Giảng, Trang Chu Luận, Môn Sinh Trường Phương Đình cũng tập hợp được nhiều tác phẩm như Phương Đình Tiên Sinh Trường Văn Tập, Phương Đình Tiên Sinh Trường Sách Lược. Các tác phẩm tiêu biểu, các tác phẩm của Nguyễn Văn Siêu đều bằng chữ Hán và được khắc in. Về sáng tác có Phương Đình Văn Loại, Văn Phương Đình Phân Loại, Phương Đình Thi Loại, Thơ Phương Đình Phân Loại, Phương Đình Thi Văn Tập, Tập Thơ Văn Phương Đình, Phương Đình Tùy Bút Lục, Sao Lục Tùy Bút Phương Đình, Phương Đình Dư Địa Chí, ghi chép địa dư của Phương Đình. Ngoài ra, ông còn nghiên cứu, chú giải một số sách cổ để dạy học bao gồm Chư Kinh Khảo Ước, Lược Khảo Các Kinh, Chư Sử Khảo Thích, Khảo và Chú Các Bộ Sử, hay là Tứ Thư Bị Giảng, giảng giải đầy đủ về Tứ Thư. Đánh giá và ghi nhận công lao. Nói về Nguyễn Văn Siêu, Sử Nhà Nguyễn là Đại Nam Chính Biên Liệt Truyện có đoạn viết: Nguyễn Văn Siêu ở Hàn Các đã lâu, nên cáo văn điển sách của triều đình phần nhiều do ông soạn thảo cả. Về thế văn học của ông được vua biết đến, đương thời đều tôn trọng ông. Tới tuổi già rút lui, ông thích bảo ban kẻ hậu học, mà giảng sách biện biệt, ngay thẳng, chỗ giống chỗ khác, lấy nghĩa lý làm chủ. Về sự nghiệp văn chương, đương thời, ông và Cao Bá Quát được coi là hai danh sĩ tiêu biểu lúc bấy giờ. Văn như Siêu, Quát vô tiền Hán. Ngoài các tác phẩm nghiên cứu nghiêm túc, có nhiều phát hiện đáng quý, Nguyễn Văn Siêu còn là một người có tài thơ. Thơ ông đáng chú ý nhất là phản ánh đời sống nghèo đói, cực khổ, loạn lạc của nhân dân thời ấy, như bài Tự Bắc Ninh Phó Hải Dương Vịnh Hoài, Nhân Tự Bắc Ninh Lai, Ngôn Bắc Ninh Sự Cảm Tác, và lòng tự hào của nhà thơ về đất nước, về nhân dân, về dân tộc, như bài Trương Dương Độ. Bên cạnh đó, ông cũng có nhiều bài thơ miêu tả cảnh thiên nhiên tình tứ, nhất là cảnh Hà Nội, và làm nhiều bài thơ để trao đổi, gửi tặng cho bạn bè, trong đó có Cao Bá Quát. Ghi nhận công lao, tên Nguyễn Văn Siêu đã được dùng để đặt cho đường phố và trường học ở nhiều nơi trong nước Việt Nam. Nguyễn Văn Siêu là một trí thức trong sạch, đạo đức cao đẹp, học thức uyên bác, một nhà giáo gương mẫu, một nhà nghiên cứu nghiêm túc, một nghệ sĩ có tâm hồn nhạy cảm, đáng trọng. Ông xứng đáng có một chỗ đứng nhất định trong nền văn học và văn hóa Việt Nam thế kỷ 19. Con người Nguyễn Văn Siêu, danh nhân văn hóa ấy, đã được người đời sau trùng đúc lại bao lời ngợi ca trong hai câu 10 chữ: Nhất đại phương đình bút, thiên thu kiểm thủy biên. Tạm dịch là: Một trời ngọn bút phương đình, nghìn năm bên hồ Hoàn Kiếm. Ngòi bút ấy đã hóa thành tháp bút cùng đài nghiên do ông tạo dựng, là một công trình kiến trúc góp vào quần thể kiến trúc khu vực đền Ngọc Sơn cùng cầu Thê Húc, trấn Ba Đình, nay trở thành di tích lịch sử văn hóa quốc gia của Thăng Long Hà Nội, của cả đất nước, với bao nhiêu tự hào về đạo lý, truyền thống văn hiến của dân tộc và của người trí thức hiện lên trong ba chữ Tả Thanh Thiên.